được sự chỉ đạo và cho phép của ban giám hiệu. Tổ tin học và công nghệ trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã tổ chức thành công cuộc thi khéo tay kỹ thuật cấp trường năm học 2023-2024 vào sáng nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023. Cuộc thi là một trong những hoạt động thường niên nhằm tri ân quý thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đến tham dự cuộc thi có sự hiện diện của thầy hiệu trưởng Trần Thanh Bình, cô phó hiệu trưởng Lê Thị Thanh Uyên, thầy phó hiệu trưởng Nguyễn Công Khanh, cùng các thầy cô trong ban tổ chức, giáo viên chủ nhiệm và các bạn đoàn viên. Rút kinh nghiệm năm học trước, năm nay ban tổ chức đã giới hạn số lượng học sinh tham gia, nhưng quy mô và chất lượng của cuộc thi không vì thế mà giảm sút. Các em học sinh sẽ tham gia ở các nội dung kết hạt khối 6, 7, 8, 9, thiết kế hộp quà khối 6, 7, 8, 9, trang trí thiệp khối 8, 9, trang trí búp bê khối 8, 9 và cắm hoa khối 6, 7. Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện và phát huy các kỹ năng, sự sáng tạo và được vui chơi giải trí sau những giờ học trên giảng đường. Từ đó giúp các em có tinh thần tốt hơn để tiếp tục với nhiệm vụ học tập của mình. Để mọi người, do bạn Nam được cắm nha, khéo tay ghê luôn á. Tuyệt vời nha, 10 điểm, không nhân gì cả, 10 điểm. Này cỡ 100 điểm không mọi người, chứ 10 tôi thấy ít quá à. Ok mọi người, đây là lần đầu của bé nha, đây là lần đầu của bé. Bé vừa mới khai thật, đây là lần đầu của bé. Bé nói lại coi. Lần đầu. Quá đẹp nha mọi người. Đây là bạn nữ theo cắm nè. Ý tưởng ghê gớm chứ mọi người. Trời ơi. Không ngờ ý tưởng này đến từ một bạn nam nha mọi người. Dễ thương, dễ thờ, giỏi như này, trời ơi. Không những không dìm, mà dìm.
diêm rất nhiều. Chủ nhân của cái bông này đây mọi người. Trời ơi, đây.